À, xin hỏi các thầy cô, các đồng nghiệp tại điểm cầu đã nhìn thấy slide chưa ạ? Dạ thấy rồi ạ. Dạ. À, vâng. À, Thấy rồi ạ. Xin, dạ vâng, xin cảm ơn, và chúng ta sẽ đến với cái chủ đề đầu tiên, đó là liên quan đến cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Thì chúng ta thấy rằng là đối với bối cảnh của đại dịch thì chúng ta lưu ý những gì trong chẩn đoán. Thì thông thường nhiễm virus đường hô hấp ấy, thì nó có thể nó khiến cho bệnh nhân bị đồng nhiễm hoặc là bội nhiễm, dẫn đến là tăng cái tỷ lệ tử vong. Và cái điều này đã được chứng minh qua rất nhiều các cái đại dịch khác nhau. Đại dịch cúm năm 1918, cúm H1N1 năm 2009, thì cái căn nguyên tử vong chủ yếu là do bội nhiễm vi khuẩn. Và với đại dịch COVID-19 ấy, thì câu hỏi đặt ra đó là vấn đề đồng nhiễm vi khuẩn hay là bội nhiễm vi khuẩn thì nó có phổ biến hay không, và loại vi khuẩn nào là thường gặp. Thì chúng ta sẽ đến cái các cái kết quả từ nghiên cứu. Đây là cái nghiên cứu phân tích gộp và tổng quan hệ thống, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà những bệnh nhân COVID-19 có cái đồng nhiễm hay là bội nhiễm đối với vi khuẩn, đối với nấm hay là đối với virus, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó khác nhau tùy theo nghiên cứu, nó có thể nó dao động từ 0%, nhưng thậm chí nó có thể rất là cao, 45-48%. Đây là những cái kết quả từ các cái nghiên cứu phân tích gộp và tổng quan hệ thống trên rất nhiều nghiên cứu khác nhau. Chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ mà đồng nhiễm, bội nhiễm vi khuẩn nó cũng dao động, nó tùy thuộc vào nghiên cứu. Đối với nấm thì tỷ lệ nó xấp xỉ khoảng dưới 10%. Đối với nhiễm các cái virus khác kèm theo thì nó xung quanh 10-20%. Do vậy, đồng nhiễm vi khuẩn hay bội nhiễm vi khuẩn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ nó khá là dao động. Câu hỏi tiếp theo đó là cái vi khuẩn nào thường gặp, thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là Mycoplasma pneumonia chiếm cái tỷ lệ cao, chúng ta sẽ thấy khoảng trên 40%. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ gặp trực khuẩn mủ xanh, chúng ta gặp Haemophilus influenzae, chúng ta gặp Klebsiella pneumoniae, thì đây là những cái vi khuẩn thường gặp. Thế còn đối với virus thì chúng ta sẽ gặp RSV, chúng ta gặp các cái influenzae type A, type B, đúng không? Và các rhinovirus khác. Thì đấy là những cái chủng virus và vi khuẩn nó đồng nhiễm đối với bệnh nhân COVID-19 thông qua cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống. Có một cái thực tại đó là chúng ta thấy cái tỷ lệ đồng nhiễm vi khuẩn nó khoảng độ 3,5%, tỷ lệ bội nhiễm vi khuẩn khoảng 14,3%, và tổng chung lại thì nó dưới 20%. Nhưng có một thực tế là trên 70% bệnh nhân dùng kháng sinh, và cái điều này nó sẽ hết sức là không tốt trong cái thực hành lâm sàng, nó sẽ dẫn đến cái lạm dụng kháng sinh, và từ đó thì nó sẽ gây cái hậu quả liên quan đến cái nguy cơ về kháng sinh và các cái tổn hại phụ cận khác, và các thầy thuốc lâm sàng cần phải hết sức lưu ý. Đến mức Tổ chức Y tế Thế giới phải đưa ra cái khuyến cáo đó là kháng sinh không có tác dụng để điều trị COVID-19. Vì vậy mà các đồng nghiệp hết sức lưu ý, nếu như bệnh nhân không có chỉ định thì chúng ta sẽ không dùng kháng sinh cho tất cả các trường hợp COVID. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt được đấy là viêm phổi do COVID-19 hay viêm phổi này là nó đã bội nhiễm vi khuẩn. Thì chúng ta thấy rằng là đối với COVID-19 thì chúng ta thấy nó có cái dấu hiệu về mất khứu giác hoặc là mất vị giác. Thế còn lại các cái triệu chứng ho, sốt và khó thở thì chúng ta sẽ thấy rất khó để phân biệt với các trường hợp khác. Đối với viêm phổi do vi khuẩn thì cũng tương tự như vậy, và chúng ta thấy cần phải dựa vào X-quang phổi để xác định cái chẩn đoán xem nó có tổn thương thâm nhiễm thủy phổi hay không. Đây là một cái video của bệnh nhân COVID-19 số 418 mà bác sĩ Giáp cũng là trong thành viên của hội đồng hội chẩn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tổn thương trên phổi nó dạng đông đặc, lan tỏa rất là nhiều vị trí khác nhau. Thế thì khi mà tổn thương đông đặc nhiều vị trí như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là không biết đó là do COVID đơn thuần hay nó đã bội nhiễm vi khuẩn. Cái điều này hết sức là khó khăn giúp các thầy thuốc để mà có thể phân biệt được. Vậy thì có cách nào để mà chúng ta thiết lập được cái chẩn đoán hay không? Thì nó có những cái hướng dẫn mà kinh điển là chúng ta sẽ dựa vào cái nồng độ procalcitonin. Ở đây là nếu như cái nồng độ procalcitonin mà dưới 0,25 microgram trên lít ấy, thì chúng ta sẽ thấy là thường là nhiễm trùng này nó không liên quan đối với vi khuẩn, và vì vậy mà không cần phải dùng kháng sinh. Thế còn cái nhóm nếu chúng ta xét nghiệm mà PCT trên 0,25 microgram trên lít ấy, thì thông thường là chúng ta cần phải dùng kháng sinh cho bệnh nhân, sau đó đánh giá lại trong vòng 24-48 giờ sau
để mà từ đó thì chúng ta sẽ có cái tiếp cận cho nó phù hợp trên ngành lâm sàng. Đấy là đối với các bệnh nhân mà COVID, khi chúng ta có thể là làm thế nào để mà có thể tiếp cận được hay không, thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là dựa vào cái nồng độ procalcitonin để mà có thể phân biệt được đó là nhiễm COVID đơn thuần hay là đã bị nhiễm vi khuẩn. Cái lưu đồ này khi mà chuẩn bị cái bài báo cáo thì tôi cũng có tham khảo trên Evan, thì các thầy cô các đồng nghiệp biết rằng là người ta cũng sẽ dựa vào cái cách tiếp cận đó là xem bệnh nhân có dấu hiệu của sepsis hay không. Thì nếu có dấu hiệu của sepsis thì chúng ta sẽ cho cái kháng sinh cái liều đầu tiên luôn cho bệnh nhân, sau đó chúng ta đánh giá lại, chúng ta làm xét nghiệm, chúng ta nuôi cấy, chúng ta chụp phim vân vân, và bắt buộc là chúng ta cần phải làm lại cái nồng độ procalcitonin sau. Nếu nồng độ procalcitonin mà trên 0,25 microgram trên lít, chúng ta tiếp tục cái liệu trình kháng sinh. Còn lại nếu dưới 0,25 microgram trên lít thì chúng ta sẽ ngừng kháng sinh. Do vậy mà khi mà bệnh nhân vào viện trong cái bệnh cảnh của viêm phổi và chúng ta không biết đấy là viêm phổi do COVID hay là do vi khuẩn, thì chúng ta cần tiếp cận theo cái lưu đồ đó là bệnh nhân có dấu hiệu của sepsis hay không. Nếu có dấu hiệu sepsis, chúng ta cho một liều kháng sinh luôn, sau đó chúng ta đánh giá lại về các cái xét nghiệm trong đó có procalcitonin để chúng ta quyết định các cái vấn đề tiếp theo. Và WHO thì cũng đưa ra cái hướng dẫn đối với bệnh nhân COVID mức độ nhẹ thì là chống chỉ định dùng kháng sinh để điều trị hoặc là dự phòng. Đấy, điều này chúng ta hết sức lưu ý nha. Chúng ta không dùng cho kháng sinh cho tất cả các trường hợp bệnh nhân. Cái mức độ thứ hai là mức độ trung bình thì chúng ta chỉ dùng kháng sinh nếu có nghi ngờ là nhiễm vi khuẩn. Chứ còn chúng ta không dùng một cách thường quy cho tất cả các bệnh nhân. Cho nên đối với bệnh nhân mức độ trung bình thì chúng ta COVID mức độ trung bình đấy thì chúng ta chỉ dùng khi mà lâm sàng nghi ngờ là bệnh nhân có đồng nhiễm vi khuẩn hoặc bội nhiễm vi khuẩn. Thế còn đối với bệnh nhân COVID nặng ấy, thì chúng ta sẽ khởi đầu kháng sinh theo kinh nghiệm sớm cho bệnh nhân càng sớm càng tốt để mà điều trị các cái căn nguyên vi sinh, và chúng ta sẽ dựa vào những cái đặc điểm lâm sàng, dựa vào yếu tố nguy cơ của bệnh nhân cũng như là cái tình hình vi khuẩn học tại bệnh viện chúng ta công tác để mà chúng ta quyết định liệu pháp điều trị. Khuyến cáo của viện NICE của Anh thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng lưu ý là không dùng cho tất cả các trường hợp bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là mức độ nhẹ chúng ta không dùng, và chỉ dùng nếu như có cái bằng chứng của nhiễm vi khuẩn hoặc là có nguy cơ biến chứng. Vậy thì chúng ta nếu chúng ta tiếp cận theo hướng sepsis, tức là chúng ta dùng kháng sinh liều đầu, thì sau đó chúng ta cần phải đánh giá lại sau 24 48 giờ để mà chúng ta xem là đó là nhiễm vi khuẩn, nó bội nhiễm, đồng nhiễm hay là nó chỉ nhiễm virus đơn thuần, và chúng ta gì ạ? Chúng ta tiếp cận và chúng ta điều trị tiếp theo cho phù hợp. Bộ Y tế Việt Nam thì mùng 6 tháng 10 năm 2021 thì đưa ra cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Đây là cái version thứ 7 trong các cái hướng dẫn điều trị, chẩn đoán và điều trị COVID-19 đã được cập nhật và bổ sung. Thì trong hướng dẫn này thì chúng ta lưu ý cái gì? Thì đây là cái phân vấn đề phân tầng viêm phổi, thì chúng ta sẽ chia ra là nhóm nguy cơ thấp, nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ cao. Thế thì đối với nhóm nguy cơ thấp ấy, thì chúng ta thấy rằng là gặp trong trường hợp nào, đó là bệnh nhân mà vào thẳng bệnh viện, bệnh nhân chưa được dùng kháng sinh trước đó đã có dấu hiệu của nhiễm khuẩn hoặc phát hiện nhiễm khuẩn trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện, tuổi dưới 45, không có bệnh lý nền và cái thang điểm Quick Sofa là bằng 0, thì chúng ta sẽ xếp vào nguy cơ thấp. Còn lại nguy cơ trung bình đó là chuyển từ tuyến dưới lên trong cái bệnh cảnh của COVID rồi chuyển lên để đặt nội quản vân vân, bệnh nhân nhưng lại không có thủ thuật xâm lấn nào hoặc là chỉ xâm lấn tối thiểu, tức là đặt đường truyền, hoặc là bệnh nhân có lọc máu chu kỳ trước đó đã được dùng kháng sinh và xuất hiện dấu hiệu viêm phổi sau 48 giờ nhập viện, tức là viêm phổi muộn. Nguy cơ cao đó là bệnh nhân nằm viện trên 4 ngày có các cái thủ thuật xâm lấn như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt xông tiểu, xông dạ dày, dinh dưỡng tĩnh mạch rồi lọc máu rồi PEEK rồi ECMO vân vân, và đã được điều trị kháng sinh phổ rộng trước đó rồi, thì đấy là những cái yếu tố mà đánh giá được cái phân tầng nguy cơ của bệnh nhân. Về cái bệnh mắc kèm và độ nặng thì chúng ta thấy tuổi trên 65 là yếu tố nặng, có mắc bệnh nền là đái đường, suy tim là yếu tố nặng, bệnh mạch vành, đột quỵ, siêu vi suy thận, mạn, ung thư, Quick Sofa 1 thì đấy là được xếp vào nguy cơ trung bình. Thế còn nguy cơ cao đó là bệnh nhân có giảm bạch cầu hạt, có suy giảm miễn dịch, corticoid dài ngày,
rồi bệnh lý cấu trúc phổi, ví dụ giãn phế quản hoặc là COPD khi huyết thông vân vân, đái đường mà không kiểm soát được đường huyết hoặc quýt sô pha lớn hơn 2 hoặc là có dấu hiệu của sepsis. Khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam trong cái điều trị bệnh nhân viêm phổi do COVID ấy, thì chúng ta lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm như thế nào, thì chúng ta thấy rằng là đối với nhóm nguy cơ thấp hay nhóm nguy cơ trung bình hay nhóm nguy cơ cao thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò của các cái phác đồ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là đối với nguy cơ thấp chúng ta có thể dùng ampicillin sulfactam này, chúng ta có thể dùng ceftazidime này, đúng không? Và kết hợp với azithromycin. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng Kilon hô hấp đơn trị liệu. Ở đây là dùng levofloxacin 500 mg mỗi 12 giờ và chúng ta chuyển tĩnh mạch, sau đó thì chuyển sang đường uống với liều tương đương sau 3 đến 5 ngày nếu mà cải thiện lâm sàng. Cái phần mà chuyển xuất sinh sang cái đường uống ấy thì Phó sư Đoan Trang cũng sẽ trao đổi kỹ hơn với các đồng nghiệp sau. Vấn đề với các cái bệnh nhân nguy cơ trung bình thì chúng ta thấy là đã nâng bậc lên, đúng không? Chúng ta sẽ dùng ceftazidime 1 gam mỗi 8 giờ hoặc là piperacillin tazobactam, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Kilon. Đây với nguy cơ trung bình chúng ta phải phối hợp nha, nhóm beta lactam phối hợp với kilon. Kilon ở đây thì chúng ta lưu ý moxifloxacin không dùng trong trường hợp mà viêm phổi nguy cơ trung bình. Vì sao? Chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân mà nguy cơ trung bình thì có, tức là người ta có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn đa kháng, và vì vậy ví dụ trực khuẩn màu xanh chẳng hạn thì levofloxacin và ciprofloxacin sẽ có tác dụng có hiệu quả đối với trực khuẩn màu xanh, còn lại moxifloxacin thì không có hiệu quả. Thế cho nên là đối với bệnh nhân viêm phổi COVID-19 mức độ trung bình đấy thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ dùng levofloxacin hoặc là ciprofloxacin, hoặc là chúng ta sẽ dùng amikacin. Nếu nghi ngờ tụ cầu thì chúng ta thêm lanreotide hoặc là vancomycin. Nguy cơ cao chúng ta nâng bậc lên đó là meropenem, imipenem và phối hợp với levofloxacin hoặc là ciprofloxacin hoặc là amikacin, và nghi ngờ tụ cầu thì chúng ta phối hợp tương tự như vậy. Vậy thì nói tóm lại là chúng ta sẽ thấy cái vai trò của kháng sinh nhóm Kilon ở đây, tức là chúng ta có thể dùng đơn trị liệu đối với viêm phổi COVID-19 nguy cơ thấp, hoặc là chúng ta sẽ dùng trong cái phác đồ phối hợp của cả viêm phổi nguy cơ mức độ trung bình hoặc là viêm phổi mà nguy cơ cao. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái phác đồ phối hợp thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò của levofloxacin và ciprofloxacin. Vì đối với viêm phổi thì chúng ta thấy rằng là đối với tổn thương thì người ta thấy nó sẽ xuất hiện ở ngoại vi và nó có thể nó nhỏ ở các cái tổn thương nhỏ này, nó có thể lan rộng ra chiếm một thùy phổi, một phân thùy phổi, nói chung cũng có khi là nó có thể nó gì ạ, nó lan toàn bộ nhu mô phổi. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, cái tổn thương khi nó lan tỏa thậm chí cả hai bên phổi thì thông thường là nặng. Và đối với COVID thì chúng ta nhớ là tổn thương thường là lan tỏa cả hai bên và cái cấu trúc chủ yếu là tổn thương dạng đông đặc, dạng kính mờ, và do sẽ có cái nguy cơ nó dẫn đến cái sơ phổi rất sớm. Về cái tiếp cận chẩn đoán viêm phổi thì không khó lắm đối với các bác sĩ lâm sàng, đó là bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cấp tính và có một trong các dấu hiệu đó là thâm nhiễm mới trên X-quang, đau ngực kiểu màng phổi, có khó thở của suy hô hấp rồi vân vân. Và vấn đề chúng ta làm các xét nghiệm để mà chẩn đoán căn nguyên vi sinh học, vi sinh vật ấy, thì chúng ta thấy nếu bệnh nhân ngoại trú thì không cần phải làm nuôi cấy đờm, nhưng đối với bệnh nhân, tất cả bệnh nhân nhập viện thì chúng ta cần phải làm vi khuẩn học cho bệnh nhân. Có cách nào để đánh giá mức độ nặng hay phân tầng cái yếu tố nguy cơ nặng hay không, thì chúng ta có thể sử dụng cái thang điểm PSI đánh giá cái mức độ nặng của viêm phổi. PSI thì có bốn cấu phần để đánh giá. Thứ nhất là chúng ta xem cái nhân khẩu học, tuổi, rồi giới, rồi cái nơi mà người ta sinh sống. Thứ hai nữa là cái yếu tố về bệnh nền, xem có ung thư, có bệnh gan, suy tim, sung huyết, rồi tai biến mạch não, rồi bệnh thận, vân vân. Và các dấu hiệu về lâm sàng khi khám được và các dấu hiệu cận lâm sàng. Và qua đó thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Sẽ phân tầng được là bệnh nhân thuộc cái nhóm nguy cơ nào. Nếu như PSI mà dưới 70 điểm tương đương với file 1, file 2 đấy thì cái tỷ lệ tử vong nó rất thấp, ở dưới 1% chúng ta điều trị ngoại trú được. Từ 71 đến 90 thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ tử vong khoảng dưới 3% thì chúng ta có thể cho điều trị nội trú nhưng mà ngắn hạn, tức là 3 ngày sau chúng ta có thể cho điều trị ngoại trú. Từ 91 đến 130 tương file 4 thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ tử vong khoảng 10%,
Và những trường hợp này thường điều trị nội trú tại khoa hô hấp, khoa truyền nhiễm, khoa nội tổng hợp vân vân. Thế còn nếu như PSI mà trên 130 ấy, thì tương ứng phai năm ấy, chúng ta sẽ thấy cái nguy cơ tử vong nó có thể nó chiếm khoảng 30%, 1/3 các trường hợp. Và những trường hợp này thì thông thường là phải nhập ICU để điều trị. Trên tình hình lâm sàng thì các bác sĩ thấy sử dụng cái thang điểm CORB65 nó thuận lợi hơn, chỉ có 5 cái tiêu chí rất đơn giản. Đó là xem ý thức của bệnh nhân có lú lẫn hay không, ure máu trên 7 mmol hay không, tần số thở trên 30 lần phút, huyết áp tụt, tức là tâm thu dưới 90, tâm trương dưới 60 và tuổi trên 65. Và cứ có cái điểm nào thì chúng ta cho một điểm điểm đó. Nếu bệnh nhân mà từ 0 đến 1, tức là CORB từ 0 đến 1 thì thực xếp vào là viêm phổi nhẹ và chúng ta cho điều trị ngoại trú, có thể điều trị tại nhà được. Nếu như điểm bằng 2 thì cái nguy cơ tử vong nó khoảng độ 10% và vì vậy chúng ta có thể là cho điều trị ngoại trú nếu mà điều kiện thuận lợi và gần bệnh viện có người theo dõi. Còn lại nếu không chúng ta có thể cho điều trị nội trú tại các khoa nội, khoa hô hấp. Trong trường hợp mà CORB từ 3 trở lên ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bệnh nhân cần phải nhập viện và đặc biệt là khi có tụt áp, khi có suy hô hấp, cần phải đặt nội khí quản, cần phải dùng vận mạch thì chúng ta phải nhập ICU. Vấn đề điều trị chúng ta tối ưu như thế nào? Chúng ta cần phải dựa vào các cái nguyên tắc điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Ở đây thì chúng ta thấy cần phải hiểu biết về cái vi khuẩn gây bệnh. Ví dụ như là vi khuẩn gây bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, chỗ bác sĩ Nam công tác, nó sẽ khác so với các bệnh viện tuyến tỉnh khác, đúng không? Nó cũng sẽ có những cái điểm mà khác biệt so với bệnh viện Bạch Mai. Vấn đề tiếp theo đó là tình hình đề kháng kháng sinh tại bệnh viện mà chúng ta đang công tác. Do vậy mà cũng hướng dẫn các đồng nghiệp là chúng ta cần phải làm việc với các bác sĩ vi sinh để đánh giá được cái nguy cơ cũng như là tình hình kháng kháng sinh của các cái chủng vi sinh vật mà nuôi cấy được. Các yếu tố nguy cơ nhiễm các tác nhân gây đặc biệt khác có hay không chúng tôi sẽ đề cập lát nữa, và xác định cái mức độ nặng, các bệnh lý đi kèm, các khuyến cáo hướng dẫn điều trị trong và ngoài nước, vấn đề tối ưu hóa hiệu quả điều trị của thuốc dựa vào PK/PD và chúng ta điều trị theo kháng sinh đồ khi có kết quả vi sinh. Vậy thì nếu chúng ta dùng kháng sinh sớm theo kinh nghiệm và cái quan trọng nữa là phải phù hợp thì sao, thì nó sẽ mang lại các cái lợi điểm sau đây. Thứ nhất, nó sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng bệnh viện. Thứ hai là giảm tỷ lệ biến chứng do cái nhiễm trùng nó gây ra. Và thứ ba là giảm ngày nằm viện, giảm ngày điều trị kháng sinh và giảm cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Đây là cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện mà được dùng cái kháng sinh liều đầu trong vòng 4 giờ sau khi nhập viện thì nó sẽ giúp làm giảm 15% cái tỷ lệ tử vong tại bệnh viện cũng như là 30 ngày sau khi xuất viện. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta dùng sớm cho bệnh nhân ấy, thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ tốt và tránh các cái thất bại điều trị, tránh các nguy cơ biến chứng. Còn lại nếu chúng ta dùng muộn hơn 4 giờ, sau 4 giờ chúng ta mới dùng chẳng hạn, thì cái nguy cơ tử vong, nguy cơ nhiễm trùng nặng, nguy cơ sốc nhiễm trùng nó sẽ tăng lên và bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong. Vấn đề phân tầng như ban nãy tôi cũng đã đề cập. Vì sao? Vì nó liên quan đến căn nguyên vi sinh. Và với những trường hợp bệnh nhân nhẹ, không có yếu tố nguy cơ gì đấy, thì căn nguyên thường gặp là do phế cầu và các cái vi khuẩn không điển hình, trong đó có mycoplasma, có chlamydia. Các trường hợp mà có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ thấy là có sự xuất hiện của các cái vi khuẩn qua mâm đường ruột khác, đúng không? Và đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân nặng nhập ICU thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ là nhiễm trực khuẩn mủ xanh, nhiễm với tụ cầu vàng. Do vậy mà trên lâm sàng bắt buộc là chúng ta cần phải phân tầng các yếu tố nguy cơ, cần phải xem cơ địa của bệnh nhân để mà từ đó chúng ta quyết định cái liệu pháp kháng sinh cho nó phù hợp. Một câu hỏi nữa đó là chúng ta đơn trị liệu hay là phối hợp kháng sinh, thì đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta cùng xem các trường hợp mà điều trị ngoại trú, đó là cơ địa bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng ta sẽ dùng cái gì ạ? Liệu pháp đơn trị liệu, đúng không? Có thể dùng beta-lactam đơn trị liệu, có thể dùng kilon hô hấp đơn trị liệu, có thể dùng macrolide đơn trị liệu. Đó là đối với bệnh nhân tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. Nhưng nếu như bệnh nhân mà đã dùng kháng sinh trước đó thì bắt buộc chúng ta phải dùng phác đồ phối hợp, hoặc nếu dùng đơn trị liệu thì chúng ta sẽ dùng kilon hô hấp. Ở đây là levofloxacin hoặc mociflofloxacin. Những trường hợp mà bệnh nhân có
các cái yếu tố bệnh nền mà không dùng kháng sinh trước đó thì chúng ta có thể dùng việc macrolide hoặc là kilon hô hấp đơn trị liệu. Trong trường hợp mà bệnh nhân có bệnh nền mà đã dùng kháng sinh trước đó rồi thì bắt buộc phải dùng cái phác đồ phối hợp. Các trường hợp khác, ví dụ như là viêm phổi mà ở những trường hợp bệnh nhân mà điều trị tại các cơ sở dưỡng lão hoặc viêm phổi mà phải nhập viện thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đại đa số chúng ta cần phải dùng phác đồ phối hợp. Chỉ trừ ví dụ như là nhập viện nhưng mà cái mức độ của bệnh nhân là mức độ trung bình thôi thì chúng ta có thể là điều trị bằng kilon hô hấp đơn trị liệu hoặc là cái phác đồ phối hợp. Cho nên nói tóm lại là nếu như bệnh nhân mà nặng ngay từ đầu thì chúng ta hãy dùng phác đồ phối hợp. Nếu như mức độ trung bình thì chúng ta có thể là dùng kilon hô hấp đơn trị liệu, hoặc nếu không thì chúng ta dùng phác đồ phối hợp. Các trường hợp khác thì chúng ta thấy rằng là chỉ trừ những trường hợp mà khỏe mạnh trước đó, không dùng kháng sinh trước đó thì chúng ta mới dùng liệu pháp đơn trị liệu được. Đây là khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020 mà bác sĩ Giáp cũng là một trong thành viên ban biên soạn ấy. Thì Bộ Y tế Việt Nam cũng chia ra phân tầng thành các cái mức độ, đó là mức độ nhẹ ngoại trú nếu căn nguyên là do Haemophilus influenzae hoặc là Molluscum catarrhalis thì chúng ta sẽ dùng cái phác đồ kháng sinh là amoxicillin hoặc là amoxicillin kết hợp với beta lactamase inhibitor để mà có thể điều trị cho bệnh nhân được. Đối với nhóm vi khuẩn không điển hình thì chúng ta sẽ dùng azithromycin hoặc là clarithromycin. Phế cầu mà kháng thuốc ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng amoxicillin thay vì 3 gram một ngày thì chúng ta sẽ dùng 6 gram một ngày, hoặc là chúng ta chuyển sang dùng kilon hô hấp cho bệnh nhân. Bệnh nhân mà dị ứng nhóm beta-lactam thì chúng ta sẽ dùng kilon hô hấp là levofloxacin hoặc là mucifloxacin. Bệnh nhân mà cao tuổi, có bệnh đồng mắc, suy giảm miễn dịch thì chúng ta sẽ dùng beta-lactam kết hợp với chất ức chế beta-lactamase, và chúng ta sẽ dùng cái phác đồ phối hợp với macrolide hoặc là kilon cho bệnh nhân. Đối với trường hợp mà mức độ trung bình nhập viện tại khoa nội nhưng không phải nhập ICU thì chúng ta cần xem là có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh hay không nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Nếu như bệnh nhân mà không có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh thì chúng ta sẽ dùng kilon hô hấp đơn trị liệu, đúng không? Chúng ta cũng có thể là dùng cái phác đồ beta-lactam và kết hợp với beta-lactamase inhibitor, và chúng ta sẽ dùng cái phác đồ phối hợp với macrolide hoặc là kilon. Đối với bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh, ở đây thì chúng ta có các cái phác đồ phối hợp sau đây là beta-lactam diệt được trực khuẩn mủ xanh. Chúng ta có gì? Có piperazo, chúng ta có ceftazidim, chúng ta có gefipim, imipenem, meropenem, doripenem. Và đối với trực khuẩn mủ xanh thì chúng tôi khuyên các đồng nghiệp phải dùng phác đồ phối hợp với levofloxacin và hoặc là ciprofloxacin. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể là dùng cái beta-lactam kể trên cộng với aminoglycosid và macrolide, hoặc là chúng ta sẽ kết hợp với một cái kilon diệt được trực khuẩn mủ xanh. Nghi ngờ nhiễm MRSA chúng ta sẽ thêm vancomycin hoặc teicoplanin hoặc là nenazolid. Vấn đề thời gian điều trị thì các khuyến cáo quốc tế thì đều cho rằng là từ 5 đến 7 ngày là đủ đối với viêm phổi mắc phải cộng đồng không biến chứng, và việc dùng thêm không mang lại cái hiệu quả thêm mà còn đối mặt với các cái biến chứng cũng như tác dụng phụ của thuốc. Vấn đề xuống thang kháng sinh thì khi có kết quả vi sinh thì chúng ta sẽ thực hiện cái xuống thang kháng sinh cho bệnh nhân. Và xuống thang bằng cách nào thì có 3 cách khác nhau để chúng ta có thể là xuống thang được. Đó là giảm cái số lượng chủng loại kháng sinh chúng ta đang điều trị. Chúng ta đang phối hợp 3 loại, nhưng thực ra một con vi khuẩn mà nó rất là nhạy cảm thì chúng ta có thể giảm xuống còn 1 loại kháng sinh. Chúng ta đổi từ kháng sinh phổ rộng sang phổ hẹp hơn dựa trên cái kết quả của xét nghiệm và kháng sinh đồ, và chúng ta rút ngắn cái thời gian điều trị cho bệnh nhân. Một cái điểm nữa cũng chia sẻ với các đồng nghiệp, đó là cái tiếp cận điều trị theo cơ chế bệnh sinh của viêm phổi cộng đồng thì có 3 cái bước. Bước thứ nhất đó là vận động sớm. Thế nào là vận động sớm? Tức là gì ạ? Mỗi một ngày bệnh nhân sẽ vận động trên 20 phút, đặc biệt là trong vòng 24 giờ khi bệnh nhân nhập viện là phải cho vận động ít nhất là 20 phút. Sau đó thì tăng dần trong những ngày sau. Thứ hai nữa là chuyển từ kháng sinh đường tĩnh mạch sang đường uống. Phần này thì cô Đoàn Tràng sẽ chia sẻ kỹ. Và thứ ba nữa là sau khi chúng ta đã ổn định về lâm sàng chuyển sang đường uống rồi, chúng ta cho bệnh nhân xuất viện sớm.
thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ mang lại hiệu quả gì? Tức là nó làm giảm cái thời gian nằm viện của bệnh nhân. Thay vì theo cái usual care là 6 ngày, thì nếu chúng ta áp dụng theo cái gọi là cơ chế bệnh sinh, chúng ta giảm còn 4 ngày, giảm được 2 ngày cho bệnh nhân. Thứ hai, nó là cái thời gian mà dùng kháng sinh tĩnh mạch, rõ ràng là nó giảm còn một nửa. Bên cạnh đó thì cũng giảm các cái nguy cơ tác dụng không mong muốn của thuốc, rồi giảm cái biến chứng mà huyết khối do bệnh nhân vận động được ấy, cũng như là các cái yếu tố khác. Khi nào thì chúng ta ngưng kháng sinh? Câu hỏi này cũng rất là thực tế, đó là bệnh nhân hết sốt 48 72 giờ và tình trạng lâm sàng ổn định, đó là nhiệt độ dưới 37 độ 8, nhịp tim dưới 100, nhịp thở dưới 24, huyết áp ổn, khí máu không oxy ổn, ăn uống bình thường và trạng thái tinh thần bình thường. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà tôi xin ví dụ minh họa, tức là bệnh nhân thì cao tuổi, 80 tuổi rồi và nhập viện trong cái bệnh cảnh của viêm phổi mắc phải cộng đồng rất là nặng, tổn thương cả hai bên, có cả dịch màng phổi và có bệnh nền là đái tháo đường và tăng huyết áp. Tuổi thì cao, tức là gì ạ? COR là gì? Là mức độ nặng phải nhập ICU để thở oxy. Thế thì sau khi mà điều trị kháng sinh xong ấy thì có tình trạng suy thận và tôi được mời xuống hội chẩn. Thì đây chữ viết hơi xấu, các đồng nghiệp thông cảm. Thì tôi nhận xét vào đây đó là kháng sinh, liệu trình kháng sinh đã được 8 ngày rồi. Bệnh nhân cắt sốt 6 ngày và bi lăng viêm về hoàn toàn bình thường rồi. Phổi thì cái ran ứ đọng này nó không thể hết ngay được, nó còn tồn tại ít nhất là khoảng độ 1 tháng sau, đúng không? Và nhịp tim thì của bệnh nhân ổn, thì tôi chẩn đoán là viêm phổi ổn định, trên nền là có đái tháo đường và đang suy thận. Và ý kiến đó là chúng ta cắt kháng sinh và chúng ta theo dõi đáp ứng lâm sàng và bi lăng viêm để đánh giá lại, và bệnh nhân này sau đó thì hoàn toàn xuất viện được và không phải can thiệp thêm bất cứ gì cả. Vấn đề tiếp theo tôi xin chia sẻ đó là viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nặng và không đáp ứng với điều trị, chúng ta làm như thế nào? Thì đối với nặng thì chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải phân tầng và chia ra, ví dụ như là bệnh nhân có một cái một tiêu chuẩn chính đó là phải thông khí nhân tạo này, có rối loạn huyết động này, thì một trong các tiêu chuẩn chính này thì được xếp vào là viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nặng, phải nhập ICU. Hoặc là có ba tiêu chuẩn phụ ở đây, ví dụ có nhịp thở trên 30 lần phút, chỉ số P trên F dưới 250, rất nhiều các tiêu chuẩn ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nếu chỉ cần một tiêu chuẩn chính hoặc là có ít nhất ba tiêu chuẩn phụ thì chúng ta sẽ gì ạ, cho bệnh nhân nhập ICU, và chúng ta cũng phân tầng để mà chúng ta tiếp cận cho bệnh nhân và điều trị cho nó phù hợp. Và đối với viêm phổi do virus ấy, thì chúng ta sẽ dùng các cái thuốc kháng virus. Nếu như do cúm thì chúng ta sẽ dùng oseltamivir, đúng không? Nếu như COVID-19 thì chúng ta dùng remdesivir, chúng ta kết hợp với dexamethasone, chúng ta dùng molnupiravir, dùng flavipiravir, thì rất nhiều các thuốc kháng virus khác nhau phối hợp. Nếu không đáp ứng điều trị thì sao? Thì đây là 6 cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đó là cái viêm phổi này có gây biến chứng chưa? Yếu tố cơ địa bệnh nhân thế nào? Chụp phổi nó có cải thiện chậm hay không? Và bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc hoặc là cơ địa của bệnh nhân suy giảm miễn dịch và các bệnh lý dễ nhầm với viêm phổi cộng đồng. Thì một cái nhóm mà rất dễ mà bị ảnh hưởng đó là nhóm The Pest, thì chúng ta thấy là Pseudomonas, các cái Enterobacteriaceae, TSESVL phổ rộng và tụ cầu vàng mà kháng với methicillin. Thì trong trường hợp này, ví dụ đây là kháng sinh đồ của một cái vi khuẩn E. coli, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Khi nó tiết ESBL phổ rộng thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ kháng với tất cả các cephalosporin mà chúng ta hiện có hiện nay, và đây chỉ còn một cái vũ khí duy nhất đó là cái kháng sinh nhóm carbapenem và fosfomycin. Một số trường hợp thì chúng tôi vẫn thấy còn nhạy cảm đối với quinolone, levofloxacin hoặc là ciprofloxacin. Và nếu như chúng ta nghi ngờ ấy, thì chúng ta bắt buộc là nếu như chúng ta đánh giá bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Pseudomonas, chúng ta thêm cái kháng sinh diệt Pseudomonas. Nếu như tiết CSV phổ rộng, chúng ta thêm cái carbapenem, mà có nguy cơ nhiễm MRSA, chúng ta thêm vancomycin cho bệnh nhân. Và nếu điều trị như vậy rồi mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng điều trị thì chúng ta lưu ý ở đây đó là gì, chúng ta xem lại cơ địa của bệnh nhân xem có phải tuổi cao rồi các bệnh đồng mắc rồi viêm phổi nặng hay không, rồi đánh giá về lâm sàng rồi điện tim, X quang phổi vân vân, xem là bệnh nhân có tràn dịch màng phổi hay không, có ổ nhiễm trùng khác hay không, và thậm chí phải chụp các lớp vi tính lồng ngực để xem có u phổi, xem có dị vật đường thở, xem có tắc động mạch phổi hay không. Thì đấy là những cái kinh nghiệm như vậy.
Xin có ba cái kết luận sau đây. Kết luận thứ nhất đó là vấn đề chẩn đoán xác định viêm phổi mắc phải cộng đồng thường không khó, tuy nhiên rất khó để xác định nguyên nhân, căn nguyên vi sinh. Thứ hai đó là vấn đề xác định yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn đa kháng khi mà điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, và chúng ta cần phải căn cứ trên phân tầng bệnh nhân, đặc biệt là trong cái bối cảnh của COVID-19. Nếu chúng ta không phân tách được và chúng ta không theo dõi được, chúng ta có thể khởi đầu bằng Quinolone và đánh giá cái đáp ứng cho bệnh nhân. Ví dụ chúng ta có thể dùng Levofloxacin, sau đó theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân. Vấn đề kháng sinh kinh nghiệm thì khởi đầu thích hợp trong điều trị nó đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp làm giảm cái thất bại điều trị cũng như là tránh các cái tổn hại phụ cận và giảm cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh. Và thời gian dùng thì từ 7 đến 10 ngày là phù hợp. Thì phần trình bày của tôi hết, xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.